siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Siêu nhân thông minh mất lực hút nam châm. Cuộc tấn công hành tinh năm cánh lần thứ 1356 đã bắt đầu. Em nên đi về nhà đi bé gái à. Mũi khoan nam châm thông minh. Không thể tin được là ngươi đã trượt và tông vào giòi của quả. Ngươi tới đây để giúp ta giải trí à? Ta sẽ không phải là siêu nhân thông minh nếu ta không dễ dàng tìm ra cách. Ta sẽ trở lại. Chắc rồi. Phát hiện sự cố quá tải nam châm. Cảm ơn anh đã đánh bại con quái vật đó. Không có gì đâu. Cho anh nè. Này nhóc, anh là người đánh bại con quái vật đó mà. Ồ, em xin lỗi. Em hào hứng quá. Em nghĩ là anh ở bên kia. Cảm ơn vì bông hoa đẹp. Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của anh. Ôi, cô ấy thật quyến rũ. Siêu nhân thông minh thật là quyến rũ. Còn khỏe mạnh nữa chứ. Và ngầu nữa. Siêu nhân thông minh. Kể từ khi nam châm quá tải, mình không thể kiểm soát sức mạnh từ tính. Mình đã tự làm mình xấu hổ trước báo chí 50 lần liên tiếp. Cục nam châm nhỏ bé này đang khiến mình trả giá bằng sự nổi tiếng. Nếu mình có thể thoát khỏi nó, mình có thể một lần nữa trở thành một anh hùng vĩ đại và mọi người đều là của mình. Siêu nhân thông minh lại xuất hiện trên tiêu đề. Hôm nay nãy sẽ tổ chức một buổi ký tặng. Cảm ơn. Siêu nhân thông minh, dạo này bạn rất nổi tiếng. Nó có cản trở bạn bảo vệ hành tinh năm cánh không? Ồ, không hề, vì tôi là siêu nhân thông minh. Có vẻ như cục nam châm ta nhặt được đúng là siêu nhân thông minh. Và với cục nam châm nhỏ này, cuối cùng chúng ta sẽ có thể ngăn cái bàn khỏi bị kênh. Giờ mì của tôi sẽ không đổ ra ngoài nữa. Không phải vậy, chúng ta có thể dùng nam châm này để tạo ra một quái vật nam châm mạnh hơn nữa. Nỗ lực xâm chiếm hành tinh năm cánh lần thứ 1357 của ta phải thành công.
Chào tiến sĩ, siêu nhân thông minh, một con quái vật đang tiếp cận vị trí của cậu. Được, tôi đang trên đường tới. Anh đi ư, siêu nhân thông minh? Xin đừng đi, xin ở lại đây chỉ 3 phút nữa thôi. Ký xong hãy đi. Thôi được rồi. Quái vật ra đây đi. Nhà em bị phá hủy rồi. Có vẻ như lần này cuối cùng ta đã làm được. Này, đó là nam châm của ta. Sao người dám ăn trộm nam châm của ta? Đồ trộm xấu xa. Siêu nhân thông minh, trả lại nam châm đi, tên trộm kia. Ăn trộm ư? Chính ngươi đã từ bỏ nó để có thể trở thành một ngôi sao. Ta có thể sang bằng toàn bộ thành phố này chỉ trong 3 phút. Trong 3 phút? Chỉ 3 phút nữa thôi mà. Được rồi. Siêu nhân thông minh biến hình. Siêu nhân robot thông minh. Nam châm thông minh. À phải rồi, mình không còn nam châm nữa. Siêu nhân thông minh, người không có cơ hội đánh bại ta nếu không có nam châm đâu. Người chạy trốn ư? Ồ, siêu nhân thông minh, hôm nay ngươi sẽ không thể ngăn cản ta. Nhưng nhiệm vụ của ta là bảo vệ người dân. Ta đã sai. Nam châm hãy quay lại với ta. Ngươi thật ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng nam châm sẽ quay lại với ngươi nếu ngươi khóc lóc và cầu xin nó ư? Ta sẽ không là siêu nhân thông minh nếu ta không dễ dàng tìm ra cách. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Đừng nói với ta đó là khi... Người thật sự rất xảo quyệt. Ý người là thông minh hả? Giờ hãy thưởng thức. Lần sau ta nhất định sẽ thành công. Đứng lại. Đừng lo, anh ở đây rồi. Siêu nhân thông minh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã sửa nhà cho em. Đơn giản thôi mà. Đúng vậy, tôi là siêu nhân thông minh nhất vũ trụ. Ôi không, nam châm của mình lại mất kiểm soát. Siêu nhân ngọt ngào. Lần này ngươi xong đời rồi. Bomber đang vui vẻ. Wow!
Ở siêu trường học này, chúng tôi vừa xây dựng một phòng thí nghiệm mô phỏng siêu đặc biệt. Nó sẽ mô phỏng tất cả các kịch bản khác nhau tùy theo đặc điểm của từng siêu nhân. Bằng cách đó, chúng ta có thể huấn luyện ngay cả khi không có quái vật. Em đã đạt được bao nhiêu điểm, thầy hiệu trưởng? 95 điểm. Em đã làm khá tốt, vui vẻ à? Thật tuyệt vời, em đã được 95 điểm. Em cũng muốn thử. Chỉ huy vừa gửi cái này cho chúng ta. Đây là chiếc điều khiển từ xa đa chức năng mới nhất. Nó có thể điều khiển mọi thiết bị điện, ví dụ như hiệu trưởng TV. Chúng ta nên mời ứng viên tiếp theo thử cái này. Hả? Được rồi, người tiếp theo. Dạ, thầy hiệu trưởng, sao vậy? Chúc mừng sinh nhật. Không, đừng. Thầy hiệu trưởng. Ôi không, thầy hiệu trưởng mất kiểm soát rồi. Thầy có ổn không vậy? Tôi đã gọi xe cấp cứu cho thầy rồi. Cảm ơn ngài Biggie. Buổi học hôm nay sẽ được dạy thay bởi tôi. Dụ siêu nhân vào phòng thí nghiệm mô phỏng và mình sẽ đặt độ nguy hiểm lên mức tối đa. Mình sẽ có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng, thậm chí không cần mang theo quái vật. Và mình sẽ... Đại tướng, ngài mơ mộng nhiều quá. Lớp học kết thúc rồi mà. Đợi đã. Siêu nhân ngọt ngào, cô có muốn lẻn vào sau giờ học để luyện tập không? Để bạn có thể tiến bộ nhanh hơn nữa và trở nên giỏi hơn tất cả các siêu nhân khác. Tôi không luyện tập để trở nên giỏi hơn người khác. Ngọt ngào, cô có biết rằng một nhà khoa học vĩ đại đã từng nói chung con gái đạt điểm thấp hơn con trai ở trường trung học. Và cô có biết rằng con trai có thể chất khỏe hơn con gái rất nhiều. Cho dù cô có biết bao nhiêu kiến thức và lý thuyết cô biết về việc chiến đấu với quái vật, cô sẽ không bao giờ giỏi bằng vui vẻ. Con hổ mạnh hơn hay con voi mạnh hơn? Một hành tinh chết như thế nào? Sự thật về hố đen là gì? Tôi đến từ đâu và tiếp theo tôi sẽ đi đâu? Đây là những điều tôi thật sự muốn biết. Sự như ngọt ngào, cô không muốn chứng minh điều đó với chính mình sao? Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Cô gái được phát hiện trong phòng thí nghiệm mô phỏng. Mức độ nguy hiểm quá cao. Hệ thống đã tự động được chuyển sang chế độ an toàn. Không thể tin được là chúng có chế độ an toàn cho con gái. Huấn luyện bắt đầu. Thôi nào, quá giật bé ư. Dễ thương quá. Đáng yêu quá. Bong bóng ngọt ngào. Đừng khóc nữa. Cái này cho chị hả? Ta sẽ không bị lừa bởi vẻ bề ngoài dễ thương của ngươi nữa. Bong bóng ngọt ngào. Bong bóng ngọt ngào. Bong bóng ngọt ngào. Đừng bỏ cuộc nhé ngọt ngào. Hãy quay lại và thử lại vào ngày mai.
Tiến sĩ, con gái có thực sự khác con trai về mặt thể chất không? Cho dù tôi có học tập chăm chỉ đến đâu và tôi biết bao nhiêu về việc chiến đấu với quái vật, tôi sẽ không bao giờ giỏi bằng Vui Vẻ, đúng không? Ngọt ngào. Cậu và Vui Vẻ là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong khi chiến đấu, cậu có xu hướng sử dụng sự bình tĩnh và trí thông minh để giúp bản thân rất nhiều. Ngoài ra, cậu rất hiền lành và tốt bụng. Vì vậy, cậu không nên so sánh mình với người khác. Cảm ơn tiến sĩ H. Ngài Busy, hãy tiếp tục luyện tập nào. Được rồi, hãy nhanh lên và bắt đầu. Cố lên. Bong bóng ngọt ngào. Sao con quái vật này cứ bám theo mình vậy? Vậy là ngươi sợ ánh sáng hả? Nếu phải thì sao? Ngươi không thể đánh bại ta khi ẩn mình dưới ánh sáng sân khấu. Và bên cạnh đó, ta sẽ đọc được suy nghĩ của ngươi. Ngươi đang cảm thấy lo lắng vì mình không giỏi bằng các siêu sao khác. Ta nghĩ ta sẽ tắt đèn đi. Ánh sáng xung quanh ta càng yếu thì ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Với sức mạnh hiện tại, ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại được quái vật cấp 99. Được rồi, ngọt ngào. Trong khi chiến đấu, cậu có xu hướng sử dụng sự bình tĩnh và trí thông minh để giúp bản thân rất nhiều. Mình hiểu rồi. Bong bóng ngọt ngào. Vô dụng thôi. Bong bóng ngọt ngào. Ngoài ra cậu rất hiền lành và tốt bụng. Dừng lại. Đợi đã, người đang tha cho ta ư? Tôi không thực sự muốn làm cậu đâu. Tôi chỉ muốn đánh bại cậu thôi. Mỗi người đều có những phẩm chất riêng. Và tấm lòng nhân hậu là một trong những phẩm chất của tôi. Vậy tôi thừa nhận bị đánh bại. Chúc mừng chiến thắng, siêu nhân ngọt ngào. Chúc mừng, bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Mình làm được rồi. Ôi không, ta thất bại nữa rồi. Ngài Biggie. Tốt quá hiệu trưởng, ông trở lại rồi. Wow, nhìn nè, ngọt ngào đã đạt điểm tuyệt đối. Cái gì cơ? Ông làm gì vậy, lao công? Làm sao ông có thể bí mật và vô trách nhiệm cho phép học sinh luyện tập trong một mô phỏng nguy hiểm như vậy chứ? Ông bị trừ lương. Cuối cùng, tôi đã chứng minh được với chính mình. Cậu thật là tuyệt siêu nhân ngọt ngào.